Vâng, trở lại với một sự kiện công nghệ thông tin rất là đáng chú ý tại Việt Nam vào ngày hôm qua. Sau rất là nhiều những đồn đoán thì cuối cùng chiếc điện thoại thông minh cao cấp Bifone sản xuất tại Việt Nam đã chính thức ra mắt vào ngày hôm qua. Vâng, Bifone thì có kiểu dáng khá hấp dẫn, cấu hình mạnh, tích hợp nhiều công nghệ và đặc biệt là Bifone được khẳng định là smartphone bảo mật do được sản xuất bởi một tập đoàn chuyên về phần mềm diệt virus. Và chúng ta sẽ nghe những cái nhận định của một trong số những người tiếp cận đầu tiên với sản phẩm này. Cả quan ban đầu thì tôi thấy rằng đây là một cái sản phẩm có thiết kế đẹp, ấn tượng. Vẫn cần phải có thêm nhiều thời gian nữa để đánh giá chi tiết về cấu hình của cái sản phẩm cũng như cái độ bền của sản phẩm cũng như các tính năng ưu việt mà BKV đem lại cho cái sản phẩm này. Tuy nhiên thì cái cảm quan ban đầu là rất tốt. Với cái mức giá hợp lý thì tôi nghĩ là cái sản phẩm này cũng sẽ có những cái đối tượng khách hàng riêng và chiếm lĩnh được một phân khúc nhất định trên thị trường smartphone Việt. Chạm trước thì tương đối mượt, hình thức đẹp. Thì bây giờ mình vẫn đang xem tiếp, đang thử nghiệm một vài cái tính năng khác. Thì như giới thiệu thì một số những cái tính năng thì thí dụ như là bảo mật thì rất thích, ấn cái thì ăn ngay. Còn một số các tính năng khác thì tương đối mượt. Thì sau khi ra đây trải nghiệm thực tế thì em thấy thì về cái thiết kế thì nó cũng khá là đẹp, theo em nghĩ là nó khá là đẹp. Thì nó cũng khá là nhấn mạnh vào cái khả năng tiện lợi, cái thao tác của người dùng, xây dựng cái nền tảng. Riêng BOS thì cho thấy là BK rất là tâm huyết cũng như rất là nghiêm túc về cái dự án chiếc Bphone này, tại vì là từ phần cứng, camera, phần mềm cho đến cái phần mềm cũng rất là quan chú trọng đến những cái điều đó.